cao nhất Sài Gòn. Mới đây, một tài khoản Facebook có tên là Mệt Dữ Dằn đã có bài viết trong group News Rap Việt. Thanh niên này nghe ở đâu đó nhiều rap fan lâu năm nói, rapper Black vì xứng đáng hơn là anh Thái Việt, G2 rapper Black K cũng từng ngồi ghế giám khảo nhiều chương trình về rap, cho rằng Black B bị overrated nhất cái rap Việt này. Dựa trên vào ý trên, thanh niên này đã nhận định về Black B như sau, thấy voice khá chiến, nhưng các bài diss lại không ra gì, toàn ép vần về nhạc live thì một màu, nội dung sao rỗng và đặc biệt không có hit nào ra hồn. Lượng rap fan cũng chỉ do đóng hài mà có, nếu không thì fan của anh chỉ bằng 1/10 của rapper Pipo. Ngay sau khi bài viết này được chia sẻ thì nhận về nhiều ý kiến trái chiều, các fan rap và cãi nhau chí chóe. Vinh Dung, người em thân thiết trong nhóm Rap TV, cũng phải lên tiếng phẫn nộ về việc này. Anh cho biết, chưa nghe ai so sánh về việc này, bản thân Black P dành tôn trọng tuyệt đối cho thế hệ F0 trong giới rap, không riêng gì Thái Việt gì, mà cả anh Khanh Nhỏ hay Phong Lê. Anh cho rằng các huấn luyện viên rap Việt đều xứng đáng, xét về thời gian hoạt động, một số sản phẩm rap thì Black B hoàn toàn xứng đáng, ngoài ra còn có Táo, Đạt, Maniac hay LK, DSK, Đen. Vinh Dâu cho rằng thanh niên viết bài kia đang mượn lời của người khác để xúc phạm lăng mạ Black B, chứ không phải để nêu lên quan điểm, hám phem đến nỗi bài viết này không ai ủng hộ, đa số mọi người đều chửi nhưng không hề xóa mà chọn cách cắt comment. Theo mình thấy thì Vinh Dâu nói đúng, thanh niên kia thì chỉ đi công kích gây tranh cãi cho người khác, chứ không hề có đưa ra những lập luận chuẩn xác nào, thông tin thì chỉ nói quan điểm cá nhân thiếu hiểu biết. Black P thì anh đã quá đỉnh trong giới rap Việt rồi, khỏi bàn cãi nhiều, còn về huấn luyện viên ở chương trình rap Việt thì ngoài những người đang ngồi, thì vẫn có quá nhiều người có thể ngồi vào cái ghế này, Black P chẳng qua mùa này chưa phải là của anh thôi, chứ được mời để làm thì anh hoàn toàn xứng đáng. Kết Mi Um, một rapper nữ trẻ sinh năm 2006, vừa mới nhận được nhiều quan tâm lớn đến từ mọi người khi tập một rap Việt lên sóng. Mới đây cô nàng bị một meme-er của group Cà Phê Rap Việt chế meme bẩn của mình. Bài viết được chia sẻ đã bị mọi người lên tiếng chỉ trích rất nhiều. Cà Phê Rap Việt là group gần đây liên quan đến lùm xùm việc kế ảnh meme sử dụng hình ảnh của mẹ Lang LD hay sự việc của chú Tùng Chùa. Bởi vậy sự việc lần này khiến cho nhiều người cảm thấy rất phẫn nộ. Ngay sau đó bài viết đã được gỡ xuống, nhưng nó đã được chia sẻ rất nhiều. Chủ group cũng đã lên tiếng xin lỗi cộng đồng mạng và tìm cách để gửi lời xin lỗi đến Kết Mi Um đang trong giai đoạn phát sóng chương trình và phải chuẩn bị cho phần trình diễn sắp tới của mình ở Rap Việt mùa 3. Việc bị chế meme như này ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến cô gái và cái nhìn không tốt đến từ mọi người. Mong rằng các ad bên group Cà Phê Rap Việt lưu ý, kiểm soát tốt hơn những chia sẻ của mình để tránh các sai sót lặp lại và đặc biệt là lắp não vào trước khi chế meme. Các bạn mới theo dõi video của Hay Ho Rap Việt, thấy hay để lại một like, một đăng ký để ủng hộ kênh nhé!